Kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, trước khi đến với chương trình họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024, xin mời quý lãnh đạo, quý đại biểu thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng do nhà hát Tây Đô thực hiện qua tổ khúc ca múa Dựng bước dưới cờ Đảng Quang Vinh, gồm các ca khúc Dưới cờ Đảng Dễ Dàng, Mùa xuân ơn Đảng, Cần Thơ thành phố sáng lên rồi, sáng tác Lưu Hữu Phước, Hoài Minh, Dụ Trung, dàn dựng Thanh Phú, Thanh Hải do tốp ca múa biểu diễn. Kính mời quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng thưởng thức. Một năm bắt đầu từ mùa xuân và cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ một mùa xuân. Đó là mùa xuân năm 1930, Đảng ta ra đời, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường xây dựng và phát triển của dân tộc ta. Dưới cửa Đảng vẻ vang non sông mừng xa, con Việt Nam xưa vui tiến lên theo đà. Hoàng hôn tươi vời, mây chim thu khiến ánh ban mai. Trong ánh ban mai có trăng hoa đua nở vời vơi, hân hoan đón mùa xuân mới. Ta vui đón mùa xuân của toàn nhân loại. Mùa xuân năm ấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và tài tình của Đảng, dân tộc Việt Nam tiếp tục tạo nên những mùa xuân đông đầy hạnh phúc và ước vọng. Kết đoàn lại dựng xây nên xã hội mới, Đảng sẽ ta quyết tâm đấu tranh thắng lợi, gìn giữ hòa bình, giành thống nhất tổ thống non sông, liêm búa công ca của đàn lao động. À, hát lên câu hò, hát lên cho đàn thân yêu, mơ bước lên theo nhịp ngày mai. Vung cánh tay sức ta như hai chiều. Xuân về, chúng ta lại càng thêm ghi khắc công ơn của Đảng và Bác Hồ kính yêu. 94 năm qua, Đảng đã đem đến cho dân tộc ánh sáng, niềm tin, lèo lái con thuyền cách mạng đi đến bến bờ vinh quang, đem lại những mùa xuân bất tận cho đất nước, quê hương. Dừng xây
cầu Cần Thơ bên dòng sông xanh biếc, nó cản cái cùi cho tàu tấp nập vào ra, thấy xa xa sân bay kết nối các nơi xa gần. Lòng tình yêu sáng bừng trong đêm, dùng sức ta dựng xây cho đẹp vào sáng mãi một mùa xuân. Đúng trong tim ai ai cũng có ngọn cờ đỏ muốn liềm rực sáng, bởi đảng là chân lý, dựng bền là đạo đức là văn minh. Tổ quốc này sẽ mãi mãi đẹp xinh, cùng cả nước Cần Thơ đời đời nhớ công ơn đảng. Mùa xuân mới với niềm tin và hy vọng mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, năm 2024, cả nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn để đạt được những thành tựu mới, quyết tâm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, góp phần tích cực vào sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, để nơi đây mùa xuân luôn tiếp nối những mùa xuân. Em mời anh đón sơ sơ tay đâu, đất Cầm Thị Giang dựng cây trái bạc ngàn, bên dòng Hậu Giang một màu xanh biếc, trẻ về bên Ninh Kiều trong nắng chiều đỏ thay màu áo mới tỏa sáng dương xa, sức che phù đồng dương mình lớn dày, con đường rộng lớn những tầng nhà cao, đồng máu lứa lao xao rộn ra những khu công nghiệp, đẹp làm sao đô thị miền sông nước, nhớ ơn người khai quang đã làm nên mơ ước. Tây Đô đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào mừng. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, đi vào phần nội dung họp mặt, xin kính mời các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu đứng lên làm lễ chào cờ.
Nghi thức chào cờ đã xong, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính thưa quý đại biểu, thưa các đồng chí, cách đây 94 năm, ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức là kết quả tất yếu của lịch sử, của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và sự phát triển của cách mạng Việt Nam và xu thế của thời đại. 94 năm có Đảng là hành trình gian lao mà anh dũng, ác liệt nhưng rất đỗi tự hào. Toàn dân, toàn quân hướng về Đảng quang vinh, về Bác Hồ muôn vàn kính yêu với niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, để Đảng mãi là lẽ sống, là niềm tin tiếp tục dẫn dắt dân tộc ta vươn lên tầm cao mới, mùa xuân tiếp nối những mùa xuân. Hôm nay, trong không khí phấn khởi, hân hoan cùng với cả nước mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Qua đó khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 94 năm qua. Đồng thời, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết của Trung ương về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đó là lý do của buổi họp mặt hôm nay. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, đến dự buổi họp mặt, ban tổ chức xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Đồng chí Lưu Văn Điền, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ. Đồng chí Lê Nam Giới, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy Cần Thơ, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. Đồng chí Trần Quốc Trung, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nguyên trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Đồng chí Huỳnh Phong Tranh, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ. Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Sơn Song Sơn, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ. Đồng chí Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Đồng chí Trần Công Chánh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Đồng chí Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ. Các vị tướng lĩnh đã nghỉ hưu trên địa bàn thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành ủy, văn phòng thành ủy, các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các địa phương trên địa bàn thành phố, các đồng chí phóng viên báo đài trung ương và thành phố đến dự và đưa tin, xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí và quý đại biểu. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu,
đi vào nội dung chính của chương trình họp mặt. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, phát biểu ôn lại truyền thống 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí là nguyên lãnh đạo của thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí và quý vị đại biểu. Trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, hôm nay Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ, quý đại biểu và toàn thể đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ của thành phố lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các đồng chí, ngày 3 tháng 2 năm 1930 trở thành cột mốc lịch sử trọng đại, một bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết tinh của chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam, là sự kiện gắn liền với tên tuổi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh. Việc xác định đúng con đường cách mạng là giải phóng dân tộc theo phương hướng cách mạng vô sản, Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra đời đã nắm ngọn cờ lãnh đạo phong trào cách mạng, giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ 20, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới cho đất nước. Cùng chung dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc, liên hệ bối cảnh Cần Thơ ở thời điểm lúc này là vào trung tuần tháng 9 năm 1929, tại căn nhà trệt ở chợ Bình Thủy, đồng chí Châu Văn Liêm đã chủ trì hội nghị thành lập Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang để trực tiếp lãnh đạo và chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn vùng Hậu Giang. Tháng 11 năm 1929, đồng chí Hào Huy Giáp được Đặc ủy phân công về đồn điền Cờ Đỏ, xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển phong trào trong quần chúng nhân dân và thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại đồn điền Cờ Đỏ, chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên của Cần Thơ ra đời, là điểm sáng cho những hạt giống gieo mầm trong gió bay ra bốn phương. Để lần lượt từ đó, chi bộ An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Phong Hòa, Vĩnh Xuân, Thới An, v.v. Việc ra đời các chi bộ An Nam Cộng sản Đảng đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở Cần Thơ. Sau ngày 3 tháng 2 năm 1930, các chi bộ An Nam Cộng sản Đảng chuyển thành chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi được thành lập, tổ chức đảng ở Cần Thơ không ngừng lớn mạnh, lãnh đạo phong trào cách mạng vượt qua những giai đoạn đầy hiểm nguy, gian khổ. Sự lãnh đạo của đảng với tinh thần yêu nước, chiến đấu ngoan cường, mưu trí sáng tạo của Đảng bộ nhân dân thành phố Cần Thơ. Trải qua 94 năm, đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại. Đó là thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân xâm lược đế quốc Mỹ, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tiếp tục đưa nước ta phát triển từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nhận thức tư duy mới, đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và kinh nghiệm của quốc tế. Thực tiễn 94 năm qua đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng ta đã được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò, vị trí và sứ mệnh lãnh đạo của cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy, tin yêu của nhân dân. Cùng với quá trình đó, đảng ta đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh, tầm vóc trí tuệ lớn lao của mình,
tích lũy và hun đúc rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, nên truyền thống vẻ vang của Đảng quang vinh mà chúng ta phải ra sức giữ gìn và phát huy trong tình hình mới. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, năm 2023 vừa qua, trước diễn biến tình hình nhanh chóng phức tạp của tình hình thế giới, khu vực đã gây ra không ít khó khăn, thách thức đối với đất nước. Song với sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao kịp thời của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cả nước đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện mục tiêu nhiệm vụ. Thể chế tiếp tục được hoàn thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, giải ngân vốn đầu tư công tăng cao so với năm 2022, xuất nhập khẩu phục hồi trở lại, các lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng đầu tư phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Đối với thành phố chúng ta, năm 2024 là một mốc son đánh dấu sự phát triển quan trọng khi thành phố chúng ta tròn 20 năm trực thuộc Trung ương. Sau 20 năm hình thành và phát triển, thành phố Cần Thơ đã có sự phát triển nhanh chóng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới, trong đó nổi bật là quy mô nền kinh tế được mở rộng, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đến năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố đạt hơn 18.000 tỷ, gấp 10,2 lần so với năm 2004. Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2023 đạt 94,7 triệu đồng, gấp 9,2 lần so với năm 2004. Hiện nay thì khoảng 4.000 đô la một người một năm, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân của thành phố. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, ngành thương mại dịch vụ phát triển nhanh, đa dạng, giữ vai trò chủ lực trong cơ cấu GDP, từng bước tạo lập vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của Cần Thơ luôn đứng đầu ở trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Cơ sở hạ tầng, sản phẩm du lịch không ngừng được đầu tư, xây dựng, nâng cấp, góp phần đưa hình ảnh đất nước, văn hóa con người Việt Nam nói chung, vùng đất con người Cần Thơ nói riêng đến với bạn bè quốc tế. Nguồn lực tài chính được đẩy mạnh, nguồn thu phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng đóng vai trò quan trọng, tạo sự chủ động và tăng tính ổn định của ngân sách nhà nước. Hệ thống ngân hàng tiếp tục phát triển, tạo thuận lợi cho việc huy động và cung ứng nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thay đổi nhanh chóng diện mạo, đặc biệt là xây dựng hệ thống giao thông, sân bay, bến cảng, các công trình văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, đào tạo, nông thôn mới, tăng cường tính kết nối đồng bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu vận tải liên vùng và liên vận quốc tế. Các dự án giao thông quan trọng qua địa bàn thành phố Cần Thơ như tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ, dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án thành phần thành Cần Thơ Cà Mau, dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, dự án đường vành đai Tây, đại lộ Đông Tây của thành phố đang được quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện, góp phần hoàn thiện hơn nữa hệ thống giao thông, phát triển các ngành lĩnh vực logistics để tăng tính cạnh tranh của kinh tế thành phố, tăng cường tốc độ đô thị hóa và xây dựng nông thôn mới nâng cao của thành phố. Cùng với đó là các dự án lớn đang được triển khai nghiên cứu thực hiện như dự án nạo vét luồng hàng hải Định An, hoàn chỉnh luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu giai đoạn 2, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, dự án đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ tiếp tục sẽ mở ra không gian phát triển mới mạnh mẽ hơn trong thời gian tới cho thành phố chúng ta. Bên cạnh đó, thành phố luôn được quan tâm phát triển văn hóa xã hội đồng bộ phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững, truyền thống văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy, an sinh xã hội được chú trọng, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với nước, đối tượng bảo trợ xã hội kịp thời đầy đủ, công tác giảm nghèo bền vững đã đạt thành tựu quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo thành phố hiện còn 0,21%, hộ cận nghèo còn 1,59%, đây là mức thấp nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung của cả nước. Cần Thơ hiện là trung tâm giáo dục đào tạo của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với các trường đại học cao đẳng chất lượng, đa dạng ngành, đa dạng hóa các lĩnh vực đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống các bệnh viện chuyên sâu, đa khoa, trung tâm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, áp dụng kỹ thuật chuyên môn sâu trong khám, chẩn đoán và điều trị bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, giải quyết khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện tốt, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, công tác tôn giáo dân tộc được quan tâm thực hiện, xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đối ngoại được tăng cường,
quan hệ quốc tế được mở rộng. Kính thưa các đồng chí, năm 2024, Thành ủy đã xác định chủ đề 5 là tiếp tục tăng cường công tác xuyên đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm, thúc đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, chủ động linh hoạt sáng tạo, phát huy trí tuệ, tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 98 của Chính phủ về thực hiện nghị quyết 59 và đặc biệt là nghị quyết số 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, vì sự phát triển của thành phố, khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Thứ hai, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt công tác xuyên đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức cán bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân. Trọng tâm là triển khai thực hiện tốt kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh chỉnh đốn xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự suy thoái. Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo phát huy tiềm năng lợi thế, kết quả đạt được trong những năm qua, triển khai thực hiện tốt quyết định 1519 của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần Thơ từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với việc đẩy mạnh và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng về giao thông đường bộ, đường thủy, hàng không, hệ thống cảng cạn ICD, kho bãi, logistics, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và khả năng cạnh tranh, năng lực nội tại, tính tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của kinh tế thành phố, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình dự án trọng điểm của thành phố và của đất nước diễn ra trên địa bàn thành phố. Thứ tư, lãnh đạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế của địa phương và doanh nghiệp. Chú trọng kêu gọi đầu tư mạnh vào các lĩnh vực phát triển sản xuất chế tạo, công nghiệp chế tạo, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, thương mại dịch vụ có giá trị gia tăng cao, gắn với nâng chất nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng phường, xã, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về thu nhập và điều kiện sống, sự phát triển giữa nông thôn với thành thị. Thứ năm, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ lĩnh vực văn hóa xã hội, tập trung đầu tư phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, thực hiện đồng bộ có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, với các đối tượng yếu thế trong xã hội, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận trong xã hội, trong cán bộ đảng viên, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kiềm chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thứ sáu, chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, của hệ thống dân vận mặt trận các đoàn thể, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức để chúng ta phát huy xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong năm 2024 là năm chúng ta sẽ tăng tốc để về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra. Kính thưa các đồng chí, trong niềm tự hào kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta luôn khắc ghi công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu, sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí của thành phố Cần Thơ đã chiến đấu anh dũng ngoan cường. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố
nhận thức sâu sắc những thành quả này đã đạt được trong ngày hôm qua và ngày hôm nay sẽ được tiếp tục xây dựng vun đắp bằng máu xương mồ hôi nước mắt của bao thế hệ đồng bào, đồng chí của thành phố và cả nước. Chúng ta hứa quyết tâm giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy thành quả cách mạng bằng công sức của thế hệ hôm nay để thực hiện niềm tự hào và lòng tri ân sâu sắc với lớp lớp cha anh đi trước. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân thành phố, đồng bào của thành phố ở xa quê hương tiếp tục tăng cường đoàn kết, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật trong sạch vững mạnh, phấn đấu xây dựng phát triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước và là trung tâm nhiều mặt của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một lần nữa, thay mặt cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, tôi xin kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí tướng lĩnh, quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc năm mới thắng lợi mới. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, chương trình họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay cũng là dịp thành phố trao tặng huy hiệu Đảng cho các đồng chí đảng viên cao niên tuổi Đảng nhằm ghi nhận và biểu dương những cống hiến của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đất nước và của thành phố Cần Thơ. Tiếp theo chương trình buổi họp mặt là nội dung trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy điều hành nội dung trao huy hiệu cho các đảng viên cao niên tuổi Đảng. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Kính thưa các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, tỉnh Cần Thơ và thành phố Cần Thơ qua các nhiệm kỳ. Thưa quý đại biểu, thực hiện điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã quyết định truy tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2, 2024 đối với 362 đảng viên. Sau khi ban hành quyết định truy tặng huy hiệu Đảng, Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy tổ chức họp mặt trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên theo quy định. Hôm nay, trong không khí long trọng, trang nghiêm của buổi họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2024, Ban thường vụ Thành ủy tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng đối với 6 đồng chí cao niên tuổi Đảng. Thưa ủy nhiệm của Ban thường vụ Thành ủy, tôi xin công bố quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về việc tặng huy hiệu Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam Thành ủy Cần Thơ số 1310 Cần Thơ ngày 24 tháng 1 năm 2024 quyết định tặng huy hiệu Đảng căn cứ điều lệ Đảng quy định số 24 ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về thi hành điều lệ Đảng. Xét đề nghị của Ban thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy và Ban tổ chức Thành ủy về việc tặng huy hiệu Đảng. Ban thường vụ Thành ủy quyết định điều 1 tặng huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2024 cho 6 đảng viên có tên sau đây.
tặng huy hiệu đảng 60 năm cho hai đồng chí. Một, đồng chí Sơn Song Sơn, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, sinh hoạt đảng tại đảng bộ phường Tân An, quận Ninh Kiều. Hai, đồng chí Trần Liên Kiều, nguyên ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Cần Thơ, đang sinh hoạt đảng tại đảng bộ phường An Khánh, quận Ninh Kiều. Tặng huy hiệu đảng 50 năm cho ba đồng chí. Một, đồng chí Huỳnh Minh Chắc, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, đang sinh hoạt đảng tại đảng bộ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Hai, đồng chí Tô Minh Giới, nguyên thành ủy viên, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, sinh hoạt đảng tại đảng bộ phường Tân An, quận Ninh Kiều. Ba, đồng chí Trần Minh Tổng, nguyên ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên bí thư huyện ủy Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, sinh hoạt đảng tại đảng bộ phường An Cư, quận Ninh Kiều. Tặng huy hiệu đảng 45 năm cho đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, nguyên thành ủy viên, nguyên phó chủ tịch thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, sinh hoạt đảng tại đảng bộ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Điều 2, mức tặng phẩm kèm theo huy hiệu đảng thực hiện theo hướng dẫn số 56 ngày 27 tháng 10, 2015 của Văn phòng Trung ương Đảng, được chi từ quỹ thi đua khen thưởng của đảng bộ thành phố Cần Thơ. Điều 3, Văn phòng thành ủy, ban tổ chức thành ủy, các cấp ủy có đảng viên được tặng huy hiệu đảng và đảng viên có tên tại điều 1 thi hành quyết định này, thay mặt ban thường vụ, phó bí thư Phạm Văn Hiểu đã ký. Xin trân trọng kính mời các đảng viên có tên theo quyết định của ban thường vụ thành ủy vừa công bố bước lên vị trí danh dự để nhận huy hiệu đảng. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, ủy viên dự khuyết ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy Cần Thơ, trao huy hiệu đảng cho các đồng chí đảng viên.
Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Liên Kiều, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Cần Thơ, đại diện cho các đảng viên vinh dự nhận huy hiệu đảng, phát biểu cảm tưởng. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa quý đồng chí lãnh đạo, thưa quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, thưa toàn thể quý đại biểu, trong không khí ấm áp mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, với khí thế cả nước phấn khởi chào mừng lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Hôm nay, chúng tôi rất vinh dự và vô cùng xúc động được Ban Thường vụ Thành ủy trao tặng huy hiệu đảng. Đây là phần thưởng cao quý của đảng, sự đánh giá ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện trưởng thành và cống hiến của đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kính thưa các đồng chí, khi tham gia cách mạng, nhất là ở giai đoạn chiến tranh ác liệt, không có ai đoán được mình có được chứng kiến ngày cách mạng giành thắng lợi hay không. Nhưng với lòng yêu nước sâu sắc vì mục tiêu lý tưởng của đảng, chúng tôi đã phấn đấu vượt qua khó khăn, gian khổ, thực hiện hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Và hôm nay, vinh dự được nhận huy hiệu đảng là phần thưởng cao quý của đảng dành cho đảng viên. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giáo dục, bồi dưỡng, giúp đỡ, dìu dắt của đảng, của các bậc cha anh, các đồng chí, đồng đội. Xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc sự cứu mang, đùm bọc, chở che của bà con nhân dân, của gia đình và người thân trong suốt thời gian tham gia kháng chiến và mãi đến sau này. Và chúng tôi cũng không sao quên được những hình ảnh của các đồng chí, đồng đội cùng chung chiến hào đánh Mỹ, cùng đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi. Nay các đồng chí ấy đã mãi mãi ra đi, gửi thân dưới lòng đất mẹ. Các đồng chí, đồng đội từng bị địch bắt tù đày, tra tấn dã man. Các đồng chí bạn bè, thương bệnh binh đã từng sát cánh bên nhau, chiến đấu để giành lấy độc lập tự do cho dân tộc. Thưa các đồng chí, trong niềm vui hôm nay, thay mặt các đồng chí nhận huy hiệu đảng, xin cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy, các quận ủy, huyện ủy, các tổ chức đảng nơi chúng tôi công tác và sinh hoạt đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng của đảng, giữ gìn tư cách người đảng viên cộng sản là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Dù tuổi tác và sức khỏe khác nhau, điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình khác nhau, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, chung sức, chung lòng cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ không ngừng phát triển ngày càng giàu đẹp. Đặc biệt, chúng tôi luôn dõi theo sự trưởng thành của các thế hệ đảng viên hôm nay và tin các đồng chí sẽ tiếp bước tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ đảng và nhà nước giao phó trong giai đoạn hiện nay một cách tốt nhất. Xứng đáng với bao thế hệ đã hy sinh và niềm tin của chúng tôi ở các đồng chí và thế hệ mai sau.
Cuối lời, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang và toàn thể quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Trần Liên Kiều. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu, phần nội dung trao huy hiệu đảng đã xong. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc buổi họp mặt thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Phong, thành ủy viên, phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, thưa các đồng chí, từ khi chuẩn bị đến những ngày đầu thành lập, Đảng ta và Bác Hồ đặc biệt coi trọng lực lượng thanh niên trí thức. Trong đó, nhiều đảng viên đầu tiên của Đảng là trí thức trẻ, có lòng yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc. Đội ngũ thanh niên trí thức trẻ ngày nay luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau đây, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Trọng Phước, giảng viên Trường Đại học Cần Thơ, nhà khoa học trẻ, nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2023, sẽ đại diện cho trí thức trẻ của thành phố phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa quý cô chú lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quý lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, kính thưa quý vị đại biểu. Hôm nay cháu rất xúc động và tự hào được đại diện cho trí thức trẻ thành phố phát biểu cảm tưởng tại lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Đây thực sự là niềm vinh dự rất lớn đối với tuổi trẻ chúng cháu. Lời đầu tiên, thay mặt cho lực lượng trí thức trẻ thành phố, cháu xin trân trọng gửi lời đến quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, quý cô chú lão thành cách mạng, quý lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ qua các thời kỳ, cùng quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính thưa các cô chú, kính thưa quý vị đại biểu, 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta vươn cao ngọn cờ độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, tiến lên giành được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực. Đảng là niềm tin, là sức mạnh lãnh đạo toàn dân tộc đánh thắng kẻ thù xâm lược, tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh. Tuổi trẻ chúng cháu sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hoàn toàn thống nhất, Bắc Nam sum họp một nhà. Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta, nhưng qua những trang sử mà chúng cháu được học, qua những thước phim tài liệu, những ca khúc cách mạng, những tác phẩm văn học, nghệ thuật, những câu chuyện kể của cha anh, âm vang hào hùng về một thời chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang, luôn vang vọng trong mỗi chúng cháu. Tự đáy lòng mình, cháu và những bạn bè cùng trang lứa luôn trang chứa một niềm tự hào lớn lao, mãnh liệt về lịch sử hào hùng của dân tộc ta, về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Kính thưa các cô chú, kính thưa quý vị đại biểu, đối với lực lượng trí thức trẻ nói riêng, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ nói chung, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng là dịp để chúng cháu bày tỏ lòng biết ơn vô vàn đối với Đảng Quang Vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và lớp lớp cha anh đi trước đã chiến đấu kiên cường, hy sinh anh dũng vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm qua, tuổi trẻ thành phố nói chung, trí thức trẻ nói riêng đã và đang phấn đấu hết mình, xây dựng con người có lý tưởng cao cả, có phẩm chất tốt đẹp, có bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ và nghề nghiệp, có lòng nhân ái, thủy chung, có khả năng tiếp cận nền kinh tế tri thức
có trình độ văn hóa ngày càng cao và có sức khỏe làm chủ được khoa học công nghệ mới, vươn ngang tầm với thời đại, sánh vai cùng thanh niên với các nước trên thế giới. Chúng cháu biết rằng hiện nay vẫn còn rất nhiều việc cần tuổi trẻ song pha, đó là chinh phục những tiến bộ khoa học công nghệ, tích cực hội nhập quốc tế, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống cộng đồng. Kính thưa các cô chú, kính thưa quý vị đại biểu, với tinh thần tự hào tiến bước dưới cờ đảng bằng nhiệt huyết và sức trẻ cá nhân cháu và lực lượng trí thức trẻ thành phố Cần Thơ, xin hứa và nguyện phấn đấu hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, không ngừng học tập, rèn luyện, thi đua lao động sản xuất vì sự phát triển ngày càng giàu mạnh của quê hương Cần Thơ, góp phần cùng đảng bộ, cùng chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới. Cuối cùng, một lần nữa, cháu xin kính chúc quý cô chú, quý vị đại biểu một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Kính chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Cháu xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Xin cảm ơn đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Trọng Phước và cảm ơn tiết mục biểu diễn của câu lạc bộ Nhà thiếu nhi Mặt trời bé con. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, chương trình họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024 đến đây là kết thúc. Thay mặt ban tổ chức các ngày lễ kỷ niệm thành phố, xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và quý đại biểu đã đến dự buổi họp mặt. Cảm ơn các đồng chí phóng viên báo đài đến dự và đưa tin. Xin kính chúc các đồng chí cùng gia đình năm mới
luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và đạt nhiều thành công mới. Xin trân trọng kính chào.